Thưa các anh chị, ông Nguyễn Cao Trí, danh nhân bí ẩn, mất tích cũng bí ẩn và kỳ lạ không kém, đã bị bắt hồi tháng 1, đến hôm nay, tháng 8 thì báo chí mới đưa tin, và đưa tin được cũng là từ phát ngôn của Bộ Công an. Thưa các chị, một tin tức nóng hổi nhưng nguội ngắt và đáng buồn cho việc báo chí hoàn toàn bế tắc về nguồn tin. Và theo chúng tôi, chỉ có một nhà báo duy nhất thôi, đó là ông Tô Ân Sô. Chúng thấy rằng báo chí có đưa tin gì đâu, những tin rất quan trọng như thế này. Ông Nguyễn Cao Trí mất tích từ hồi cuối năm 2022, và chúng tôi cũng đã đưa tin liên tục, đưa các clip liên tục về vấn đề mất tích bí ẩn này. Nhưng thật ra thì ông đã bị bắt hồi tháng 1 rồi, và hôm nay Bộ Công an mới thông tin và báo chí mới đăng. Không có một nguồn tin độc nào từ báo chí từ rất nhiều năm nay rồi, hoàn toàn lệ thuộc vào người phát ngôn Bộ Công an. Thưa anh chị, chúng tôi cũng là những người làm báo, chúng tôi rất buồn về việc này và cũng không biết cách nào để báo chí thoát ra được cảnh đó. Nhưng thôi, chúng ta hãy quay trở lại với trường hợp rất đặc biệt này, ông Nguyễn Cao Trí. Vì sao ông bị bắt và ông là người như thế nào? Và ở đây chúng tôi xin nói thêm một chi tiết rất vui nữa. Ông này cũng là người hay nói đạo lý. Và chúng ta thấy rằng ai hay nói đạo lý, thường người đó là có những hành động khó chấp nhận được. Và trước sau thì chân tướng cũng bị lộ. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều 5 tháng 8, tức là chiều nay, thưa các anh chị, phóng viên đã nêu có việc thông tin liên quan đến Nguyễn Cao Trí, thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Việc này xảy ra sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất. Từ đó, phóng viên đề nghị đại diện Bộ Công an cho biết về thông tin này. Trung tướng Tô Ân Sô nói: Ngày 15 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí, sinh năm 1970, về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự. Tức là bắt hồi 15 tháng 1 rồi, đến nay là 5 tháng 8 thì mới công bố. Thật kỳ lạ, không biết ông này có nắm giữ bí mật gì không, hay là việc tiết lộ thông tin ông bị bắt. Chúng ta thấy rằng khởi tố hình sự, tố tụng hình sự là công khai mà, tại sao một thời gian rất dài như thế lại công bố? Và báo chí cũng bất lực, ông này mất tích nhưng không cách nào đưa tin được là ông này đã bị bắt. Không hiểu sao như vậy. Trong khi chỉ cần gặp gia đình, gặp tổ trưởng nơi ông ở là biết ông bị bắt hay không thôi. Xưa nay chúng tôi cũng đưa tin như vậy, làm gì lúc trước làm gì có chuyện người phát ngôn và cơ quan điều tra như chúng ta biết không bao giờ tiết lộ bất cứ cái gì. Và chúng tôi lấy tin bắt người từ tổ trưởng tổ dân phố một cách rất dễ dàng. Thường là tổ trưởng dân phố đọc qua quyết định bắt và khám xét. Thưa các anh chị, tại sao các phóng viên không làm điều đó chúng tôi không biết. Và chúng tôi xin tự hào rằng trong mấy năm làm báo, chúng tôi là người luôn đưa tin những tin về chính trị, xã hội, kinh tế một cách sớm nhất và chính xác. Chưa bao giờ sai một tin nào hết. Hàng ngàn tin, hàng chục ngàn tin trôi qua, không sai tin nào, thưa các anh chị. Và nguồn tin của chúng tôi là rất nhiều nguồn tin. Trong đó, nếu khởi tố bắt tạm giam một công dân nào đó, chúng tôi lấy nguồn tin từ tổ dân phố. Rất chính xác, chưa bao giờ sai, thưa các anh chị. Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông, Vạn Thịnh Phát đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí. Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu đô la để mua bán dự án kinh doanh. Khi bà Nguyễn Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền mà bà Lan đã chuyển cho ông này. Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu đô la với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án. Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản mà đối tác chuyển giao khi đối tác dướng dòng lao lý. Thưa các anh chị, nó có một tình hình như thế này liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí, và cũng là tình hình chung liên quan đến chị Trương Mỹ Lan. Đó là khi những ngân hàng nhà nước và chính phủ có những chính sách thắt chặt lại tình hình tín dụng, nguồn tiền tín dụng và các nguồn tiền khác như trái phiếu, như là chứng khoán nhân dân và nhân dân, thì các doanh nghiệp bị bí vốn và
bắt đầu có hiện tượng vay mượn lẫn nhau. Thưa các anh chị, đó cũng là một điều bình thường, nếu nó trôi chảy mà hai bên uy tín, thường là họ đập một cái hợp đồng giả lập dự án gì đó để vay mượn. Và tôi nghĩ trường hợp ông Nguyễn Cao Trí cũng vậy. Theo lời đồn đoán của các doanh nghiệp, có hai nhóm người thường được các doanh nghiệp vay tiền số tiền lớn, đó là chị Trương Mỹ Lan và ông Trần Quý Thanh. Chúng tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng hôm nay thì nó đã xảy ra trường hợp chị Trương Mỹ Lan, và chúng tôi nghĩ rằng cái hợp đồng giữa chị Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí này cũng là hợp đồng giả lập thôi, mục đích là Nguyễn Cao Trí mượn vay tiền của chị Lan để làm một dự án nào đó, hoặc để xây chuyển tình thế đang bế tắc về tiền mặt của cơ quan mình. Mà chị Trương Mỹ Lan cũng được tiếng là rất hào phóng và uy tín trong vấn đề này, nhưng ông Nguyễn Cao Trí lại, khi chị Lan bị nạn, thay vì phải tìm cách hỗ trợ chị Lan thì lại tính quỵt số tiền này, mình tiêu hủy chứng cứ. Và chúng ta thấy rằng vụ án Vạn Thịnh Phát đã trải qua một thời gian điều tra cũng khá dài rồi, và diễn tiến nó như thế nào, và chúng tôi được biết đây là một vụ án rất khó khăn, điều tra rất khó khăn, nhưng Bộ Công an rất quyết tâm cho vụ án này, khó đến mấy cũng làm. Và theo chúng tôi biết, Bộ Công an làm rất chặt chẽ tất cả các buổi hỏi cung bị can đối với chị Trương Mỹ Lan và một số bị can quan trọng khác đều có sự chứng kiến của luật sư, và luật sư đều ký vào biên bản hỏi cung, ký vào các biên bản quan trọng khác, có nghĩa là tất cả đều minh bạch để tai to, không có chuyện phản cung hoặc tranh cãi gì cả. Còn về nội dung thì chúng tôi không được phép tiết lộ có nhiều nội dung, các anh chị nghe chắc là đang ngồi trên ghế sẽ té xuống đất cũng như tôi vậy thôi. Và cũng theo tôi, ông Tô Ân Xuân đã trả lời báo chí một lần trước đây, vụ án Trương Mỹ Lan là một vụ án khó, rất khó với lực lượng thực thi pháp luật trong cả quá trình điều tra, trinh sát, khởi tố vụ án. Và tham gia ban chuyên án là những cán bộ rất bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm trong mặt, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của lãnh đạo Bộ Công an. Ban chuyên án đã cân nhắc rất kỹ các yếu tố ngang, dọc, trên, dưới, trong, ngoài và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng, và có các phương án đối sách phù hợp, đúng người, đúng pháp luật. Và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng quyết tâm làm vụ án này. Về mục tiêu khởi tố vụ án, Trung tướng Tô Ân Sơn nói là nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh, với phương châm làm nơi này cảnh tỉnh nơi kia và cảnh tỉnh cả nước, đồng thời nhằm đảm bảo cho thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính ngân hàng lành mạnh, bền vững, ổn định theo đúng cơ chế thị trường, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, người gửi tiền, đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo cho môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, phát triển. Và trong quá trình này, trong quá trình điều tra, thưa anh chị, khi mới khởi tố vụ án, chúng ta thấy rằng thị trường đã bắt đầu chao đảo. Bây giờ chúng ta mới hiểu vì sao nó chao đảo rồi. Vì nguồn tiền bị chặn đứng, bà Trương Mỹ Lan có vai trò cũng giống như một ngân hàng, ngân hàng trong bóng tối. Và do đó nguồn tiền bị chặn lại, cùng với các chính sách thắt chặt tiền tệ tín dụng của ngân hàng nhà nước, thì doanh nghiệp không có tiền thì xong thôi, đang làm ăn ngon lành, dòng tiền đang tuôn chảy ào ạt như thế bị chặn lại thì thôi, đó là quy luật rồi. Và ở đây chúng ta thấy rằng nó có một vấn đề khác nữa, là một khi bắt bà Trương Mỹ Lan khoảng một tháng sau thì liên tục trong công ty bà Trương Mỹ Lan và một số đối tác có cáo phó rất nhiều, thì ông Tô Ân Sơn cũng đã khẳng định điều đó. Trong quá trình tố tụng có bị can người liên quan qua đời do đột tử, tất nhiên việc này có khó khăn cho quá trình điều tra, nhưng với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật thì chắc chắn bản chất của vụ việc sẽ được làm rõ, pháp luật sẽ được thực thi, đúng người đúng tội. Và trước đó nữa, thưa các anh chị, vào tháng 10 năm ngoái, nguồn cơn đã phát sinh từ vụ án Vạn Thịnh Phát. Đó là cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan, đồng thời đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan. Bà là người sáng lập và hiện đang giữ chức vụ tổng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bắt tạm giam ngay thời điểm đó, thưa anh chị, Trương Huệ Dân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hồ Vũ Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát,
những người này đã có hành vi trong việc phát hành trái phiếu, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong giai đoạn 2018-2019. Trở lại nhân vật Nguyễn Cao Trí, thưa anh chị, về nhân vật Trương Quý Lan, chúng tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, nhưng cuộc đời của chị Trương Quý Lan còn đầy bí ẩn hơn nữa. Tuy nhiên ở đây chúng tôi không muốn làm xấu thêm tình trạng của bị cáo, do đó chúng tôi không nêu thêm việc này. Chúng tôi chờ khi nào tòa xử chúng tôi sẽ kể cho các anh chị nghe cuộc đời đầy ly kỳ của bà Trương Mỹ Lan, thật là hấp dẫn, còn hơn bộ phim hình sự, hơn cả Cung Tâm Kế. Ba ông Nguyễn Cao Trí cũng na ná như thế, như tầm thấp hơn, level thấp hơn thôi. Ông Nguyễn Cao Trí, một nhân vật được giới truyền thông và báo chí gọi là doanh nhân bí ẩn, là ai vậy? Là ai vậy? Thưa các anh chị, thực tế thì ông Nguyễn Cao Trí có ảnh hưởng rất lớn trên rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi nói rằng có nhiều người quen của chúng tôi là các đại gia. Chúng tôi xin tiết lộ sơ sơ những đại gia chơi siêu xe, có con chơi siêu xe, dính đến phan Nguyễn Cao Trí rất nặng. Và chúng ta thấy rằng những sự hào nhoáng bên ngoài đều che đậy tội ác bên trong, và họ sẽ trả giá xứng đáng. Trong lúc những thanh niên khác miệt mài học tập trên ghế nhà trường, còn con cái của họ chiếm đoạt tài sản của chúng ta, của quốc gia dân tộc, thì đi siêu xe hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, và tài trong tài với những người phụ nữ đẹp nhất Việt Nam, thấy có công bằng hay không? Chứ không họ phải chấm dứt cuộc đời của họ trong nhà giam, thưa các anh chị. Ông Nguyễn Cao Trí được sinh ra trong gia đình khá giả, ông là con thứ hai của ông Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng vì những biến động của thời cuộc, ông Trí đã từ bỏ ước mơ làm luật sư để trở thành doanh nhân. Có một tài liệu đã ghi như vậy. Chúng tôi không xác minh được ông Nguyễn Cao Kỳ này là ông Nguyễn Cao Kỳ nào, nhưng có một tài liệu nêu như thế, không biết là có đúng hay không. Ông sinh năm 1970 tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Và ông trải qua rất nhiều chức vụ của rất nhiều tập đoàn kinh tế, trình độ là tiến sĩ kinh tế. Và ông Nguyễn Cao Trí hay nói đạo lý, thưa các chị. Ông nói rằng cuộc đời của ông khi trưởng thành, ông ám ảnh bởi những bộ phim về tư pháp, tức là những người bị quan sai và được các vị luật sư đem ra ánh sáng, cứu rỗi linh hồn, lại cải cả cuộc đời vật chất. Và ông ngưỡng mộ những hình ảnh luật sư, cảnh sát đó, thanh tra đó. Ông nghĩ rằng mình sẽ đi theo đuổi con đường làm người hùng công lý, nhưng sự nghiệp đưa đẩy vào anh vào con đường xuống trương. Vì muốn phụ mẹ kiếm tiền mà phải trải qua vô số nghề, từ bán đậu nành trên phố, giữ xe, làm gia sư đến thu mua sách cũ. Vì thì khi thấy mẹ ông phải dây ngược, chạy ngược chạy xuôi để dây một chỉ vàng cho ông vào thành phố học đại học, ông cảm thấy sự nghèo khó là tủi nhục như thế nào, và ông quyết định rằng mình phải giàu, cực giàu, để bỏ qua những ngày tháng gian khó đó. Là một lần tình cờ, ông Trí đọc được cuốn sách tựa đề là Tiền Là Gì. Và cuốn sách đó đã mở mắt ông Trí ra và dạch cho ông những con đường để làm giàu. Rồi sau đó ông Trí trải qua những vị trí rất quan trọng, chúng ta đã biết rồi, như Camilla Harding, Bến Thành Land, rồi hội nghị tiệc cưới Riverside Ballad, Coralis Ballad, Camilla Blackview, Camilla Galley Hill. Nói chung là chúng tôi không kể hết những công ty, những doanh nghiệp mà ông Trí đã làm chủ hoặc làm lãnh đạo, nó trải dài từ các lĩnh vực ăn uống, vui chơi, giải trí, bất động sản, du lịch, cho đến giáo dục. Ông Trí có một khối tài sản khổng lồ theo đồn đoán của giới truyền thông và với những gì công khai trên sàn chứng khoán, cũng như là những bất động sản mà ông sở hữu. Thí dụ như là ông đã mua lại những tài sản từ ông Khải Siêu, trong đó có hai tòa lâu đài tọa lạc tại khu đất vàng của Phú Mỹ Hưng, quận 7. Và ông Nguyễn Cao Trí là một người hay nói đạo lý, thưa các anh chị. Ông nói rằng ông làm giàu là nhờ cuộc đời, là nhờ cuốn sách đã mở mắt ông ra, và ông quyết tâm trả nợ đời,
trả nghĩa cho đời. Ông nói rằng làm việc nhiều cũng là cách trả nghĩa cho đời. Tuy xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng vì biến động xã hội, gia đình của ông đã rơi vào tình trạng khó khăn, vượt lên số phận bằng nỗ lực. Nguyễn Cao Trí đã làm việc không ngừng, muốn trả nghĩa cho đời. Ông đã làm nhiều việc nghề như bán đậu nành trên hè phố, giữ xe, làm gia sư, thu mua sách cũ. Chính những khó khăn đó tạo nên một doanh nhân Nguyễn Cao Trí thành công như hiện nay. Và chia sẻ về việc đầu tư vào trường Đại học Văn Lang, ông nói: khi đầu tư vào mảng giáo dục, tôi không đặt nặng vấn đề lời lỗ và cũng không nghĩ số tiền đó sẽ quay trở về, vì trong kinh doanh, khi kiếm được 10 đồng, mình phải biết bỏ ra 1 đồng để đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. Hơn nữa, đầu tư giáo dục là một đầu tư bền vững và thực chất tạo ra lợi nhuận rất lớn, bởi xã hội nào cũng cần có chất xám, doanh nghiệp nào cũng cần có nhân lực. Hơn nữa, với tâm niệm là người đào tạo, tạm gọi là người có tri thức, tôi thấy mình có nghĩa vụ phải góp phần tạo ra môi trường để đào tạo, truyền bá tri thức cho các thế hệ nối tiếp và để các em có cơ hội nhận lãnh tri thức để tự phát triển thành trí thành, giúp ích cho xã hội. Và ông nói rằng các cuộc đời ông sẽ đóng góp cho sự nghiệp trả nghĩa cho đời, trong đó đầu tư cho giáo dục là nhiều nhất. Thật là những lời hay, ý đẹp. Ông Nguyễn Cao Trí đúng là người phun châu nhã ngọc. Nhưng hôm nay ông Trung tướng Tô Ân Sô đã cho chúng ta thấy một Nguyễn Cao Trí khác, một người bội tính. Thưa các anh chị, chị Trương Mỹ Lan dù trong dòng lão lý nhưng quan hệ với các doanh nghiệp, chị là một người chơi rất đẹp, đúng nghĩa là đại tỷ. Và trong quan hệ với ông Nguyễn Cao Trí cũng vậy, khi ông Nguyễn Cao Trí rất khó khăn, không vay mượn ở đâu khác được hết, thì chị Trương Mỹ Lan đã cho ông Nguyễn Cao Trí vay một số tiền với hình thức là gì đó chúng ta không biết, với lãi suất rất thấp là 40 triệu đô la, số tiền khổng lồ, cứu vớt doanh nghiệp của ông Nguyễn Cao Trí trên đà tuột dốc vì thiếu tiền mặt. Nhưng mà ông Nguyễn Cao Trí như thế nào khi chị Trương Mỹ Lan sắp vào một lão lý thì ông lại định chiếm đoạt số tiền đó và cho tiêu hủy tài liệu. Nhưng cuối cùng thì ông cũng trở về đúng nơi mà ông phải đến, đó là nhà giam. Một con người bội tính, bội nghĩa như thế thì không thể có đất sống ở Sài Gòn này và không có thể đất sống ở Việt Nam được. Thưa các anh chị, trước đó nhiều doanh nhân đã nói về ông Nguyễn Cao Trí này rồi, về bản tính và lật lọng của ông như thế nào. Ở đây chúng tôi không muốn làm xấu thêm tình trạng của bất kỳ ai, kể cả đối với ông Nguyễn Cao Trí, nhưng rõ ràng là như vậy. Tất nhiên ông Nguyễn Cao Trí không hoạt động một mình, sẽ có rất nhiều người nữa, và nhiều người đang khóc thầm và không biết khi nào thì que xe 80 đậu trước nhà và tặng cho một cặp lắc bạc. Xin cảm ơn các anh chị.